ba tối liên tiếp luôn, còn ăn đâu là tối nay tối mai nữa. Tối nay ngon ngon lắm, tối nay thịt cừu ngon. Đó, ta phải giúp cho nó suông vậy nè, mới làm được chứ. Cái như vậy là làm sao làm? Hả? Thì nó song song nhưng nó phải suông.